Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại Ngoại hạng Anh giữa Bournemouth với Man City. Man City đã có màn ra quân quá ấn tượng. Chính vì vậy, một tân binh có thể nào ngăn cản được họ hay không? Ngay bây giờ, để có thể dự đoán được tỷ số trận đấu lần này, anh em hãy cùng với Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay và đừng quên comment ở bên dưới với chúng tôi nhé. Xin chào anh em đã quay trở lại với Tám Bóng Đá. Hãy like và subscribe kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hôm nay chúng ta so kèo trận đấu giữa Man City gặp Bournemouth diễn ra lúc 21 giờ ngày 13 tháng 8 tại giải Ngoại hạng Anh. Man City đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương với một chuyến làm khách trên sân London trước đối thủ West Ham, và họ đã chơi một trận đấu hay, kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đối thủ. Tân binh Erling Haaland cũng đã có màn ra mắt rất tốt. Anh ghi một cú đúp để giúp câu lạc bộ giành chiến thắng với tỷ số như đã nêu. Về phía Bournemouth thì họ là đội giành vị trí Á quân tại Championship mùa giải trước, xếp sau Fulham và giành một suất thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa này. Ở trận mở màn họ đã thắng tỷ số 2-0 trước Aston Villa, một đội mà mùa trước cũng được coi là rất khó chịu khi mà thường xuyên gây khó khăn cho các ông lớn. Mức chấp nhà cái đưa ra mức tài xỉu hiệp 1 là 1,5, cả trận 3,5. Có thể thấy đây là một mức chấp khá cao ở trong trường hợp mà Man City sẽ được chơi sân nhà và tiền đạo Erling Haaland đang có phong độ rất cao. Bournemouth mặc dù cũng đang áp dụng lối chơi tấn công và có những sự hưng phấn nhất định, nhưng mà họ cũng sẽ hiểu được sức mạnh đáng sợ của nhà đương kim vô địch Premier League. Thế nhưng thì có thể thấy rằng hàng công của Man City ở trong hai trận gần nhất, họ chỉ ghi được một bàn trong trận thua 1-3 trước Liverpool và ghi hai bàn trong một trận đấu mà West Ham cũng chủ động chơi phòng ngự và không thực sự có tình huống tấn công sắc sảo. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong một trận đấu sắp tới, Bournemouth cũng sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự và Man City nhiều khả năng cũng sẽ phải mất nhiều sức để phá được cái hệ thống phòng thủ của đối thủ. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa xỉu trận này là hợp lý nhất. Mức chấp nhà cái đưa ra là Man City chấp Bournemouth 2,75 trái. Lối chơi phòng ngự phản công của Bournemouth tỏ ra hiệu quả ở trong cuộc tiếp đón Aston Villa, và hơn thế nữa có nhiều tình huống họ cũng chơi tấn công ngang ngửa với lại đối thủ này. Mặc dù trận đấu này là Man City đá sân nhà, nhưng mà với mức chấp mà phải ghi từ 3 bàn trở lên thì mới có thể giành chiến thắng thì rất khó khăn cho đội chủ nhà. Hơn nữa, trong những cái trận mà 5 trận gặp nhau gần nhất ra đội thì Man City chưa từng thắng với cách biệt nhiều hơn 2 bàn trước đối thủ này. Bởi vậy, với một mức kèo chấp rất sâu thì chúng tôi nghĩ rằng lựa chọn an toàn là cửa dưới Bournemouth. Dự đoán Man City sẽ thắng 2-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.